Quê rồi, mẹ ngồi ngoài trời không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Mẹ già rồi, tóc cũng đã bạc. Vậy mà đến bây giờ vẫn vô dụng. Muốn làm gì cũng bất lực. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Mẹ thấy mừng vì hai đứa con đến với nhau bằng tình yêu thực sự, chứ không phải vì bất cứ toan tính gì. Thằng Huy nó là đứa bản năng, sống và yêu hết mình. Con hãy nâng niu gìn giữ điều đó, chứ không như thằng Long, nó quá tỉnh táo và lý trí. Ngay cả hôn nhân của nó cũng đặt trên trách nhiệm với gia đình. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói cho con nghe đi ạ. Anh Long con muốn quay lại với cái Nam. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chuyện này làm sao có thể ạ? Mẹ, trong việc này nhất định là mẹ phải kiên quyết đấy ạ. Bố con ủng hộ rồi. Và mẹ bị gạt ra. Không được. Thì con phải giúp mẹ. Chuyện này là không thể. Nhớ Mận à? Có Mận này. Hai vợ chồng mình đi đổi gió đi. Có khi em bé đang ở trên vườn Mận đợi mình ấy. Anh biết chuyện anh Long và Nam đúng không ạ? Anh đi tắm cái đã. Anh biết từ bao giờ? Tại sao anh không nói với em? Ừ, anh biết. Như thực ra thì đã có chuyện gì đâu mà anh cầm đèn chạy trước ô tô để hóa ra thành Phú Duyên à? Với lại đây cũng là việc riêng của anh Long. Anh thì thấy như thế cũng tốt. Cuối cùng thì ông anh mình cũng đã biết yêu. Anh biết là trước đây mẹ em và gia đình Nam cũng có chút khúc mắc. Nhưng mà chuyện qua lâu rồi, việc gì cho qua được thì cho qua. Dù sao cũng là hạnh phúc của người thân trong gia đình mình mà. Nhưng sở dĩ anh có thể nói được dễ dàng như thế là bởi vì anh không phải là em. Em cũng có vấn đề gì với Nam à?